Chương trình này được bổ trợ Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Cha gả con rồi, cha mới bắt con lại. Cha ơi, cha gả con rồi, cha bắt con lại làm chi vậy cha? Cha bắt con lại đó mới làm kế liên quần đó con à. Kế liên quần là sao cha? Hậu tương lai, con nổi ngầu trai đông chồng. Ngày hôm nay, Phạm Khánh xin mời quý vị đến với thương xá QT Golden Marketplace ngay ở trên đường Garden Road, thuộc thành phố Garden Road. Hôm nay lại có thêm một cái chương trình hát bộ phải nói là rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, chúng tôi vừa thưởng thức cái màn đầu tiên do nghệ sĩ Ngọc Khanh cũng như là nghệ sĩ Tương Nguyên trình diễn cái phần mà điêu thuyền trong cái trích đoạn phải nói rất là xuất sắc. Cả hai diễn viên diễn làm cho khán giả chú ý và khen ngợi rất là nhiều. Và còn nhiều cái tiết mục nữa trong cái chương trình hát bộ hôm nay. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi muốn nói là thưa quý vị, đây là phải nói là cái nơi duy nhất, là cái nơi mà chúng ta có thể xem được hát bộ trên đất Hoa Kỳ này một cách trực tiếp và live, và có cơ hội gặp gỡ những cái nghệ sĩ gạo cội trong cái ngành hát bộ. Con ức chở giá là tuổi cao rồi quá. Con giận cho mình sao lại còn nướng như. Nếu con là trai thì sao? Hôm nay con đây. Quý vị ở đây là Ngọc Hiền, hội trưởng của hội hát bội tại miền Nam California. Hôm nay cái vở diễn phải nói là xuất sắc, hay hơn, càng ngày càng hay hơn, có nhiều nghệ sĩ hơn. Ngọc Hiền nói về cái chương trình diễn ra ngày hôm nay. Dạ vâng, Ngọc Hiền cảm ơn anh Phạm Khanh và Ngọc Hiền cảm ơn đài Little Sài Gòn TV đến đây để mà đưa tiết mục hát bội đến cộng đồng Việt Nam của mình. Quý vị biết đó là hàng tháng Ngọc Hiền cố gắng để mà có những cái buổi diễn giống như vậy. Thì hàng tuần từ thứ bảy đó là 2 giờ chiều thì tất cả những anh chị em nghệ sĩ đến đây để tập dượt. Với sự yêu cầu càng ngày càng khó hơn của khán thính giả, càng khó hơn của anh Quốc Thái, cũng như là Ngọc Hiền tận dụng những cái gì mà tất cả những nghệ sĩ gần 30 năm, 60 năm như anh Tường Nguyên là hơn 30 năm, rồi cô Ngọc Khanh là 60 năm. Kế đến là những học trò của cô Ngọc Bài cũng gần cả chục năm rồi đó anh. Thì đợt này thì trích nó đoạn ít, chỉ có 3 trích đoạn thôi, là Điêu Thuyền Bái Nguyệt, rồi Tiểu Thơ Ngoại Cảnh. Kế đến đó là Nguyễn Trung Trực. Thì 3 tiết mục thôi, tại vì Ngọc Hiền sợ quá khán giả chán đó anh, nên không dám làm dài. Ngày hôm nay thì phải nói rằng là có cái chương trình hát bộ ngày hôm nay mà mọi người được thưởng thức cũng là nhờ cái sự đóng góp rất là lớn của anh Quốc Thái cũng như là Ngọc Hiền. Thưa anh, ở hải ngoại này có thể nói là đây là cái nơi duy nhất, cái chương trình duy nhất mà chúng ta còn nhìn thấy hát bộ live thật sự đó thưa anh. Cảm ơn Phạm Khanh rất nhiều, lúc nào cũng cùng với lại Quốc Thái để mà đưa những cái thông tin, những cái sinh hoạt của câu lạc bộ hát bội. Anh Phạm Khánh nói rất đúng thưa quý vị, nơi đây là nơi duy nhất ở hải ngoại này có những cái tiết mục của hát bội, có những người nghệ sĩ gạo cội như là giáo sư Ngọc Khanh đến từ Việt Nam, anh Trần Tình Nguyên là những người tốt nghiệp từ đại học của Mỹ đến đây để mà diễn cho quý vị xem.
Thì thưa quý vị, hãy giúp chúng tôi nói với bạn bè quý vị, nói thân hữu quý vị, hãy mở TV lên khi mà chúng tôi livestream, hay là nói với lại bạn bè thân hữu quý vị tới về Thương Xá QT để chúng ta cùng ngồi với nhau kể chuyện với nhau nghe về nghệ thuật hát bội. Thưa anh Phạm Khanh. Thưa vị, đây là anh Tường Nguyên và nghệ sĩ Ngọc Khanh. Thưa cô Ngọc Khanh và anh Tường Nguyên, ngày hôm nay đó thì Phạm Khanh coi hai anh chị diễn phải nói là quá là hay, rất là xuất sắc lắm. Mà hình như là nhờ cái sự mà diễn cũng rất xuất sắc của anh Tường Nguyên đó là làm nổi bật thêm cái vài điêu thiền của cô Ngọc Khanh. Cô Khanh nói vài lời đi. Dạ cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ chúng tôi. Thật sự thì hai chị em cũng tập tành dữ lắm, rồi cũng cố gắng làm sao mà mang cái lời ca tiếng hát cũng như cái nghệ thuật hát bội này đến với mọi người. Dạ chỉ mong một điều là mong mọi người ủng hộ hát bội nhiều hơn nữa. Dạ. Anh Đường Nguyên ơi, ngày hôm nay anh đóng phải nói rất là xuất sắc. Không biết là anh đã đóng cái này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà từ cái ánh mắt, cái cử chỉ cho tới điệu bộ rất là tự tin. Phạm Khanh không rành về cái lương hát bộ, nhưng mà rõ ràng là mình biết enjoy, cho nên nói vài lời về cái vai diễn ngày hôm nay thưa anh. Dạ thưa kính thưa quý vị, mình là một trong những người học trò đầu tiên với cô Ngọc Bày ở trong câu lạc bộ hát bội từ hồi còn ở bên chỗ Vala lần đó thưa anh. Dạ chắc anh đã từng tới coi. Dạ thì thời gian thấm thoát cũng trên 10 năm rồi, thì mình cũng được dịp cái giai này hồi đó là mình học với cô Bày, thì mình cũng được dịp diễn với cô, xong rồi cô mất đi mà cái này thời cơ, cái này là dung rủi, có sự hiện diện của chị Ngọc Khanh cũng là thầy của mình luôn ở hồi lúc ở Việt Nam, ở trường quốc gia âm nhạc, cho nên thầy trò cũng gặp nhau lại, cái thì mới ôn luyện lại. Dạ rồi để lần này ra mắt quý vị khán giả trong cái đợt diễn này. Dạ. À, Hổ Nguyễn đánh danh ra trưởng trưởng. Trung trưởng của đây thấy giọng nước ngủ không yên giấc, nhìn nhật tới sống lắm hàng ngày. Ôi dân tộc tôi sao lắm nỗi đỏ đầy, khiến giả ngộ ngộ ngang tâm môi. Nên bây giờ mình nói sâu thêm một chút xíu về hát bộ đó thưa cô. Thì ngoài những cái lời hát ra, thật sự ra Phạm Khanh xin nói thật đó là cũng rất là khó nghe nếu mình không có để ý. Tại vì những tiếng ư a nó kéo dài, nó làm cho cái câu nhiều khi nó đứt đoạn, ngắt quãng đi. Thế thì còn lại đó người ta có thể hiểu thêm là do những cái điệu bộ đó. Thì cô nói thêm về cái kỹ thuật hát bội đó thưa cô. Thưa hát bội ở Việt Nam á, thì thịnh hành của thời phong kiến. Mà thời phong kiến thì là nho học rất là nhiều, cho nên mỗi một câu văn của hát bội đều có chứa đựng trong đó từng cái thành ngữ điển tích, nói ra là người ta biết nói về đời nào, làm cái gì cái gì cái gì. Thành ra là phải am hiểu về nho học nhiều hơn đó. Rồi một cái nữa đó là cái làn hơi cũng vậy, cái nhạc hát bội của mình đó, nó không lẫn lộn với một thứ hát nào hết trơn, cả cải lương, cả hồ quảng, tất cả các thứ. Nhưng hát bội là hát bội, bài bản riêng là của hát bội, dây đàn, cái cung bậc là của hát bội. Dạ cha, con ngồi rồi đi cha. Dây tiền lão mãi. Cho hán cào sự nghiệp đó con. Hán cào sự nghiệp nghĩa là hán cào sự nghiệp tám mấy năm. Con ơi, hán cào đang quy ngập, để cha cực cả